Hello cả nhà. Hôm nay My sẽ đưa cả nhà mình ra ngoài cái góc vườn nhỏ nhà My để hái một ít rau đắng My trồng ở trong vườn vào để mình nấu cháo cá nha cả nhà. My trồng rau đắng ở trong một cái gọi là cái fountain, cái mà mình cắm điện vô nước nó chảy á. Tại vì rau má thì My trồng cũng theo hai cách. Một là My bỏ thẳng xuống dưới đất, hai là My cho nó vào cái bồn nước như thế này nè. Thì My trồng, My thấy mình là rau đắng mà mình trồng ở trong nước á, thì nó đỡ đắng hơn là mình trồng ở ngoài đất cả nhà. Hôm nào cả nhà mình trồng thử xem. Rau đắng rất là ngon. Tại vì My thích ăn những cái món mà ví dụ như cháo cá hay lẩu mắm á. Bây giờ mình sẽ lấy rổ hái nha cả nhà. Và bây giờ mình hái một ít rau đắng vào bên trong để mình nấu cháo cá nha cả nhà. Nè cả nhà có nhìn thấy rau đắng không? Đó, mình chỉ cần hái một chút thôi là nó sẽ được một rổ. Nè cả nhà mình coi nè, cái cọng rau đắng nó rất là xanh và nhìn nó cũng rất là xinh. Nếu mà mình không ăn kịp mình để nó nở ra mấy cái bông nhỏ màu tím cũng rất là đẹp.
Đây là rổ rau đắng mình mới vừa hái xong. Bây giờ mình sẽ đem vào bên trong để mình nấu cháo cá nha cả nhà. Nhìn mấy cái cọng rau đắng nó rất là xinh. Nếu mà mình không có ăn kịp á, mình không có hái kịp á, thì nó sẽ ra những cái nụ và nó có những cái hoa màu tím nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên trên cả nhà. Bây giờ cả nhà cùng mình vào bên trong nấu cháo nha. Bye cả nhà, see you next time.